Mọi người đã từng nhìn thấy chiếc menu được vẽ tay lên bảng như thế này bao giờ chưa? Hello mọi người, hôm nay mình quay trở lại với series hướng dẫn trang trí bảng đen menu dành cho nhà hàng quán cà phê. Ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ bố cục nhá. Thông dụng nhất là kiểu bố cục 3 phần từ trên xuống dưới, phần trên cùng để viết tên quán, phần ở giữa chiếm nhiều diện tích nhất dùng để viết menu và phần cuối cùng nhỏ nhất để viết lời cảm ơn. Tên quán cần làm nổi bật nhất nên hãy viết to và đậm nhé. Phần viết menu mình sẽ chia so le, một bên vẽ hình minh họa, một bên viết danh sách đồ uống như này. Chia so le như vậy sẽ giúp bảng menu cân đối giữa hình và chữ, nhìn bảng sẽ bắt mắt hơn. Sau khi chia bố cục và vẽ khác bằng phần trắng, mình sẽ đi lại nét bằng bút dạ quang chuyên dụng. Thay vì dùng phấn, sử dụng bút dạ quang sẽ cho ra màu sắc tươi sáng và nổi bật hơn. Bước cuối cùng là tô màu, mình chỉ tô màu các hình ảnh minh họa thôi vì sử dụng quá nhiều màu sắc ở chữ viết sẽ gây rối và khó đọc hơn. Ta-da, vậy là xong rồi. Bạn thấy chiếc bảng menu này như thế nào? Hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem video và đừng quên follow kênh của mình ha. Bye bye.